Hello mọi người, lại là bánh bao đập hộp đây. Hôm nay nhân dịp một ngày vui. À quên, đối với bánh bao ngày nào cũng vui, nên mình sẽ unboxing mấy món ăn vặt để tối nay vừa coi phim vừa ăn chơi. Đầu tiên là mấy cái bánh hình xương, tiếp theo là mấy món kẹo dẻo, cuối cùng là mấy cái bánh cookie. Thiệt chứ nhiều bạn hỏi nuôi chó vui không, thì nhìn bánh bao ăn là đủ hiểu. Ngày ăn tám cử, sáng trưa chiều tối, cứ khi nào mắt mở là miệng ăn. Rồi xong, đây là buổi ăn xế của bánh bao. Thêm một chút movie nữa là đúng bài. Mà bánh bao là dòng bull nên ăn xong miệng rất là hôi, phải xịt khử trùng miệng cho thơm tho, để tối ra đường còn đi chơi với bạn nữa. Này là anh hàng xóm, lần đầu gặp nhau nên hai đứa còn bỡ ngỡ, chứ vài bữa nữa là tới công chuyện luôn á. Xin chào các bạn, lại là bánh bao mặt ngu đi. Không hiểu sao nay ông Bông làm bá cho mình ăn cơm với chuối. Thế gì Hoàng Mẫu Hậu Mama là mẹ của bánh bao thấy tội quá, sập binh cho hai cha con bộ đồ. Bánh bao thấy đồ mới giống như cá gặp nước. Lẹ ba ơi, mang vô che mở con lại. Mấy cô chú với mọi người thấy như sao? Có phái phái chạy nước miếng không? Khúc này tụi mình thấy đẹp trai quá nên ngại núp dưới tủ á. Có nên xuống dưới nhà khoe ông bà nội không ta? Thôi xuống đại đi, kiểu gì lát nữa không thấy. Vừa xuống dưới nhà là người bưng người bế liền. Mấy bà hàng xóm đi ngang qua còn kiểu trời ơi con nhà đẹp trai quá. Nghe xong cái lỗ mũi nở 3-4 ngày chưa khích lại luôn. Nhiều bạn hỏi, ủa anh dạo này bánh bao lớn rồi ăn gì? Thì mình hay cho bé heo nhà mình ăn cơm. Lâu lâu thì cho ăn vài hộp pate súp bí đỏ vậy nè. Chỉ cần múc ra tô bỏ lò vi sóng quay cho nó lẹ. Mà dạo này nó lớn rồi nên chỉ ăn ngày 2 bữa thôi. Lúc ăn thì có bỏ thêm rau để hệ tiêu hóa của bé heo tốt hơn. Trước khi ăn thì tập cho con heo này ngồi đợi. Chứ mấy dòng bùi nó hấu ăn lắm mọi người ơi. Ta nói vừa dứt chữ ăn cái là cái tô súp bí đỏ bay sạch trong 3 giây. Tới tối thì cho bánh bao mặt ngu ăn cái kia, còn cái này mình ăn. Đâu phải đồ gì cũng cho bánh bao ăn được. Mà có mấy cái hũ này tiện ghê, khỏi cần nấu nướng gì nhiều cho bánh bao. Chỉ cần bỏ cơm vô rồi trộn lên, rồi cho vô lò vi sóng quay là xong. Đến hẹn lại la. Bữa giờ tình hình Sài Gòn vẫn còn phức tạp. Đến hôm nay thú y mới mở cửa lại, nên phải cho bánh bao cuốn gói lên đường để chích ngừa dại liền, chứ để lâu quá nguy hiểm. Làm xong một nháy về sợ chiến sĩ đâu, nên là phải tặng liền cho cái mặt dòng cổ. U là trời, kiểu này đi ra ngoài nhìn cái hình là biết ai luôn á. Nhưng mà vì kinh phí đã đổ vô hết việc ăn của bánh bao, nên trước mắt chỉ có cái mặt dòng cổ thôi. Còn cái dây thì lấy cái dây quần cột lên đỡ vậy. Trời ơi, ta nói đẹp trai á chứ. Đeo cái cọng dây này đi ra đường là mấy em đổ liền. Ok, đứng im để ba chụp vài tấm, để con có hình up lên mạng xã hội khoe với mọi người.